lên đó 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 đó. Rồi xin chào cả nhà mình nha. Xin chào cả nhà, xin chào buổi chiều cả nhà. Tại vì hôm nay là cũng là cuối tuần rồi, tụi nhỏ trong xóm thì nó được nghỉ học, cho nên là chiều nay hai tụi mình có hẹn với tụi nó sẽ hôm nay tụi anh sẽ làm một chảo bắp xào siêu cay khổng lồ để cho tụi em. Ồ, tụi bị bỏ lộn mà, bên đây mới đúng. Đây, một đống bắp luôn. Thực ra như đây là không nhiều đâu nha, nha cả nhà. Nhưng mà mình lột ra từ hộp với thấy chứ là nó nhiều lắm. Nhưng mình nấu mình ăn ấy, thì nó không có gọi là nhiều đâu. Mình xào ra, mình xào thì nó nhiều lắm. Ra, mình xào ra thì nó rất là nhiều. Nước lên tới đây luôn rồi nè. Lên tới chậu luôn rồi. Đây. Tôi lội lên bờ nhóc luôn. Nước này tắm đã luôn á kha. Nước này tắm đã luôn á. Biết lội đầu tắm. Ông không biết lội hả? Okay. Ông không biết lội hả? Phải, có mấy người nó biết lội đầu tắm. Tôi hả? Ờ. Ờ giỡn hoài bạn. Lội dưới rái không? Lội dưới rái luôn á. Rồi tiến hành là tách hột nha cả nhà. Giờ mình phải phá ra một đường gì nè, mà mình tách cho nó dễ. Đúng rồi. Cho nó hư đường cũng không sao đâu. Tại vì nó hột bự ha. Hột này mình xào nó mới không có dập lại, còn hột nhỏ nhỏ mình xào nó dập lại nhiều lắm. Đây này, này mình xào chung với ruốc nha cả nhà. Tép xay. Tép xay hả? Tại quen mình giờ kêu ruốc không à. Thật ra nó ghi là tép xay nha cả nhà. Bậy bạ không. Xào hành nữa nè. Đây, hũ bơ. Nó như thế này ra một đường nhìn là mình tách cũng là dễ luôn nè. Kỳ vậy ha. Nhanh lắm. Món này xào cũng lẹ nữa. Nãy giờ hai anh em ngồi lấy cục thao luôn cả nhà. Em cần thử lại coi bà còn bao nhiêu ký ha. Sáng mình mua là 4 ký á. Bỏ lại cho dưới cây rưỡi đi. Cái cùi á hả? Ừ, cây rưỡi không? Cái đó. Giờ chắc hành. Tại hành nhiều nhiều luôn. Hành nhiều nó mới thơm. Món này đơn giản mà bắt lên xào là thấy ăn được rồi. Nhưng mà đôi khi mình cũng phải làm gì đó cho tụi nhỏ trong xóm, nổi định mình làm bắp xào đi. Ừ. Nó dễ ăn mà nó ấy nữa. Rồi bây giờ nhóm lửa chuẩn bị tiến hành. Nồi lửa lên. Nồi lửa lên em. Ủa, hồi sáng hồi trưa mình nhà hàng mấy đứa nhỏ mấy giờ ta? 4 giờ. Mà bây giờ là 4 giờ mấy rồi. Nhưng mà tại vì mình từ hao thì tụi nó đi học về nữa. Cái nào lên cái nào không thấy nó về hết mình ăn mình quất tay mình quất cái chảo này mời hết nói không tắt nói luôn á chả không ứng rồi mình cho dầu vô luôn miễn dầu thôi gì đó tại vì bắt nhiều á để nó có bơ nữa nha quên nữa mình có bơ nữa bơ nó không cần dầu cũng được nữa ở cái đó tỏi nãy tôi cầm tôi đưa bạn đâu rồi kha đâu có đưa đâu cái bàn kìa thôi khui bơ bỏ bơ vô thì đập cái đất tỏi luôn dao mất tiêu rồi thôi xây chảo bạn đó là một phong cách vô đũa ơi đây có sạn bự nè ăn cái tương cái bỏ bơ vô mới được bỏ bơ vô thầy nhỏ đâu rồi cho bơ vô kéo xuống thấy nó hết thu bơ không
Rồi nửa hũ thôi, được hết hết nhiều quá ngán á, ăn nổi. Ơi được cả thứ. Wow, cái phần tôm khô này mình cháy lại không? Không không, cái đó làm nổi sao? Tôi đừng cháy này. Khô quá, khô quá. Khô được ha. Khô bơ được ha. Cho phần bơ này, xài cho phần bơ này nó ra đi. Dở. Không thiệt á, không bơ. Lấy vàng tỏi đúng không? Vàng tỏi đây. Rồi. Hết luôn nha. Cái hồi này nát dính rồi bỏ đi. Cả nhà thấy khai có tương lai bán bắp xào không? Có tương lai thì thấy cái nhà không biết sao chứ tôi thấy là có tương lai đó. Thất nghiệp thì bán bắp xào. Ai mà cho lỗi. Cho lỗi ấy cái. Chết rồi bếp, chết rồi bếp. Chết rồi bếp rồi. Xào của này là đầu bếp. Chết rồi bếp luôn. Ôi khoan, cái nhỏ. Chết rồi bếp. Rồi giờ nêm nha cả nhà. Mày cho tao một muỗng canh một nêm. Bánh lại ra ha, bánh cho nó bằng ra ha. Mấy? Đó thôi rồi. Thôi. Không muốn canh đường đúng không? Hai muỗng đường. Đi ra rồi đi. Cái này muốn khác là thôi. Còn hành nữa. Rồi, bỏ vô đường. Bỏ vô. Bỏ lên bên đây. Lại đi. Để hai muỗng canh mà. Cho điện cho nó đều. Rồi đừng có rút nữa, rồi 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 tới. Rồi rút xuống luôn. Cho thấm. Hành vô luôn. Đúng rồi. Gì được một bịch đường thôi. Đúng không? Quà lên màu đẹp liền. Đúng không? Đúng không? Hử? Đúng không? Cái bịch đường thôi. Được được rồi. Cái hành nữa mà. Hành luôn ha. Như bỏ. Rồi hành vô. Vô hành vô. Khó quá. Đúng không? Hết luôn đi. Thơm quá. Thì kem lấy cái gì lá chuối để lên cái bếp nó lò. Đây, rồi. Đúng rồi. Giờ múc ra bên đây đi. Hôm qua chuẩn bị mình đi đem lên cho tụi nhỏ. Ê tôi cầm cái chảo có đồ nhát không? Cầm chảo bằng hiệu xúc. Vậy là mới chuyên nghiệp. Thổi lửa thổi nhiều quá khét cái chảo rồi. Thổi lửa nhiều quá khét cái chảo hả? Hồi nãy nó ung tôi mà giờ nó làm khét cái chảo luôn rồi. Rồi. Không sao, không sao. Mình không bị khét cái đó là được rồi. Chảo. Thơm quá. Đâu bưng lên cho cả nhà coi coi. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ đem đi cho tụi nhỏ. Rồi đi kiếm tụi nhỏ, nhưng mà mình có mấy cái chén cái dĩa mà để ăn kem á cả nhà. Mũ phải không? Bằng mũ phải không? Rồi. Bưng đi, bưng đi. Em nhìn ha. Rồi, đi luôn. Được không? Rồi, được. Bếp nha. Rồi, đi. Rồi, bây giờ hai anh em tới chỗ cả nhà ơi. Đây, mấy nhỏ trong xóm nè. Thôi ơi. Dạ. Anh đi. Đọc qua.
mấy cái dĩa nè cả nhà. Dĩa với mấy cái muỗng. Mày được ăn rồi phải không? Dạ được ăn rồi phải không? Rồi chia ra bây giờ mấy đứa. Mấy đứa bây giờ đứng cái dĩa nè. Đục cây luôn. Bây giờ nhận hàng nha. Rồi gom lại, gom lại. Không có, bây giờ vậy nè, một đứa một cái dĩa trước, cầm cái dĩa đi rồi múc từ đứa. Rồi rồi. Rồi một đứa một cái dĩa. Từ từ nghe. Ủa? Đây con. Tới. Ok. Đây. Ba cái. Rồi, đủ chưa? Đủ chưa? Bạn có cái nào chưa có dĩa không? Lại đây lấy cái dĩa luôn không? Con. Con một đứa nữa kìa. Nè, đứa này. Vô luôn, nè. Vô luôn. Nè nó còn như dĩa nè. Ờ đang đưa nhỏ gái nữa. Rồi muỗng nữa chứ. Phải không? Hất muỗng nữa nè. Muỗng đây nè tôi. Muỗng. Mấy đứa tự chia muỗng nè. Đây này có mấy cái nè để. Đây. Nè. Chia muỗng ra, chia muỗng ra. Đây đây. Ủa hai cái gì vậy? Hai cái để lại một cái. Hai cái để. Rồi rồi. Chờ người sao rồi lấy muỗng đi. Nhận muỗng. Rồi đó, một cái đó, lấy một cái thôi nha, rồi chia cho mấy đứa không có. Đó, chứ tôi chưa có kìa. Tôi chưa có rồi. Đây ra nhìn giống như luôn ha. Giống gì? Có tương lai bạn đi bán bắp xào ha. Đưa bắp xào à. Đây con. Rồi. Muốn chưa? Lấy một cái thôi. Lấy hai cái á. Có nào chưa có muỗng không? Có nào chưa có muỗng không? Dư không? Có nào chưa có muỗng không? Con có rồi. Rồi bắt đầu đưa dĩa nhận hàng nha. Rồi từ từ. Tái qua phải đi. À quên nữa chết rồi. Thiếu tương ớt. Để nó cho tương ớt. Con không thích tương ớt. Có đứa ăn tương ớt không? Không. Không không? Rồi từ từ. Nếu mà có tương ớt thì phải lấy tương ớt mới được. Con không ăn tương ớt. Rồi. Rồi từ từ nghe. Đứa nhỏ nhỏ đứa ưu tiên mấy nhỏ trước đi. Ưu tiên mấy đứa nhỏ trước nghe. Chịu không? Rồi. Rồi vừa ăn hết đi bây giờ giờ nào hết rồi mình. Hết rồi từ giờ nữa. Nữa. Tương ớt nó còn ngọt hơn nữa. Ngọt rồi tương ớt mà ngọt. Nè. Rồi. Khoan để tôi phát ra hết rồi đứa nào ăn tương ớt rồi xịt. Toàn con. Rồi, đưa dĩa vô, đưa dĩa vô. Con có rồi, con ăn hết đi, chú cho nữa. Đúng không? Con ăn hết đi. Rồi bây giờ cho chú hỏi đi, ngon không? Ngon. Tụi mình ba đứa là già đầu nhất á. Ơ bốn đứa luôn. Ngon đúng không? Con có chưa? Chú có nè. Ăn hồi có trả tiền không? Không. Thôi chứ. Không có tiền trả hả? Thôi miễn phí. Không lấy tiền. Không có tiền phải không? Rồi còn đứa nào có chưa có không? Đứa nào tương ớt không? Có nào tương ớt không? Tương ớt không? Con. Ít thôi nha. Ít thôi nha. Rồi. Trộn lên. Tương ớt không? Cay lắm nha. Rồi ít thôi. Không cho mấy nhỏ nó cay. Mình bỏ nhiều cái khác nhiều vậy. Rồi con không? Rồi. Còn không? Còn nhiều lắm, còn hơn phần nữa á. Còn nhiều. Đứa nào hết thì có nữa nha. Ăn hồi nào hết thì lấy thêm. Ủa còn tôi đâu? Hả? Còn tôi đâu? Bạn gì vậy mới mua về hai trái làm cho. Vậy luôn hả? Mấy mày ăn lại còn mới đâu có không? Không chứ mới kia ăn rồi. Một hồi ăn xong á, con sẽ có một trò chơi. Mà đứa nào làm được thì có thưởng nha. Cho bánh á. Ngon không? Ngon không? Chị mày đứa ăn cơm chưa? Chưa ăn cơm nữa hả? Học về á. Chưa ăn cơm ăn hết thôi. Thôi vậy còn cơm. Rồi còn ăn cơm nữa. Chứ ăn cơm hết rồi. Ăn cơm hết luôn hả? Cần phải không có ăn nè. Miếng nữa thì nữa, đứa nào ăn nữa kêu nha. Cho thêm. Tương ớt không? Ăn đi nghe, hồi là tôi tính tiền nha. Còn nhóc kìa, ăn lại lấy ăn. Mày nghe không? Có liền không? Anh nghe em Sáu nói không? Cho ăn dĩa, nhậu Sáu nhậu kìa. Cho ăn dĩa hả? Ăn nữa hả? Để bán mấy nhỏ đắt nè. Mà bán không có tiền. Bỏ vậy. Hồi bứt lá quào lá mít chị trả nha. Chắc cha rồi, nữa trả tiền. Chắc cha. Trời.
cướp gì vậy hả? Con nữa hả? Rồi, cái này chắc cháy hàng không anh ơi? Cháy hàng hả? Dần dần cái còn không hả? Dần dần cái còn không? Thôi con ăn đại đi, hồi để cho con một dĩa luôn. Ướt. Đừng hả? Rồi từ từ nha. Từ từ để múc cho mấy đứa này cái đã. Rồi tương ớt. Cháy hàng rồi. Cháy hàng rồi. Từ đây ra đây. Mày ăn cũng không ngon. Cháy hàng đây dễ chung hết cơ. Tôi ăn ớt không, cho bà ớt được không? Ớt được không? Ngon không? Rồi từ múc luôn hả? Ăn vừa nghe, để còn chiều còn ăn cơm nữa nghe. Cho nhỏ. Từ từ. Mày ăn nhanh hả? Bây giờ chứng tỏ mình làm ngon đúng không Khang? Đúng rồi. Chắc là hôm nay mình làm ngon nên là mấy nhỏ nó khái nè, mới ăn nhiều nè. Đúng rồi. Rồi. Còn nào nữa không? Ăn tương ớt. Tương ớt phải không? Ăn dễ nhanh ăn thêm. Ăn hết này ăn thêm nữa hả? Bà đất ơi. Tương ớt nè, tương ớt phải không? Tương ớt. Miếng con nghe còn cay không? Con hết con ăn thêm nữa hả? Tương ớt hả? Có thì nhiều lên. Chưa? Có mình ngon không dễ không? Rồi chưa? Còn dĩa này chắc tặng cho mấy cô chú ở trong ấy quá, thử đi. Những hộp bắp cuối cùng. Dùng lại hai dĩa cho mấy cô trong nhà. Thì này cũng cái sân nhà nên là có mấy cô lại đưa mấy nhỏ lại chơi á. Rồi nha, còn trò chơi nữa nha. Còn trò chơi nữa nha. Rồi, chưa. Mẹ. Mẹ. Được không? Rồi bán hết rồi. Bán hết rồi. Bán cho mấy cô nè. Mấy cô lấy gì vậy? Thử chơi cho biết. Đây à. Lấy nhỏ được mấy ổng đi. Trời bán vậy rồi tiền bạc đâu? Nó bán thiếu. Nổi tiền. Bán thiếu. Thiếu mãi luôn. Bán không lấy tiền. Bây giờ xếp hàng nghe. Bây giờ chơi là từ nhỏ tới lớn, đứa nào nhỏ nhất xếp trước. Em nhỏ nhất. Rồi, là nhỏ nhất đâu? Sào nhất đi xuống sào. Con lùn nhất em. Rồi, đúng rồi, cái này nè, rồi, đúng rồi. Mày xuống sao? Mày lên. Đúng rồi. Cái này xuống. Rồi, rồi. Nhưng mà ông phải làm trước một thử một cái nha. Đúng rồi, bây giờ là tên tay anh là có mấy cái bánh này đúng không? Nhưng mà đứa nào mà làm được như thế này á, là sẽ có một phần thưởng là một chai nước ngọt. Chai nước ngọt đi. Ừ. Ờ, chai nước ngọt uống giải khát nha. Làm sao? Lại nghe để bánh lên đây nào. Đó. Làm sao mà cho vô lộn vô được cái miệng á? Ờ, làm sao mà di chuyển không được dùng tay nghe. Nghiêng nghiêng làm sao mà nó rớt xuống cái miệng á, đứa nào chỉ làm được một lần thôi nha. Hiểu không? Để như nè. Mình nheo nheo hay mình làm gì? Bởi vì không biết nghe. Chứ mình rớt xuống cái miệng, mình làm sao mình lôi xuống cái miệng thôi. Không được dùng tay, cứ làm gì nào. Ê dạ. Khó quá dạ. Mệt chứ. Đâu đã. Tán xuống hàng cái rồi cũng tán xuống hàng cái cho nó văng cái bánh cái hỏng xuống hàng. Biết đâu tụi nhỏ làm được nhưng mà tôi làm không được. Đúng không? Rồi bắt đầu chơi nè. Rồi con nghiêng người xuống. Nghiêng xuống. Không, nghiêng như nè, nặng lật lên. Nặng lên. Ngửa lên. Ngửa lên nha. Rồi. Rồi. Rồi nha, sao cho nó đứng. À, đi ra, le lưỡi, liếm đồ. Ờ. Đứa coi nó rớt nè. Đứa coi. Miếng nữa rồi, chút xíu nữa được rồi. Xíu nữa. Chút xíu nữa được rồi. Được không? Phần thưởng lớn nha. Đứa nào mình làm được là phần thưởng lớn nha. Chút nữa đó. Chút nữa được rồi. Đó, đúng rồi. Cố lên. Đó.
Hay 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 hay. Ôi trời, ngon lắm cây ơi. Ok ok. Cho luôn, vậy là cho luôn. Rồi rồi, cho luôn. Đây đây, rồi. Nó sắp rồi, nó sắp liếm được rồi. Nó sắp chạm được lưỡi rồi. Đây, cái bánh mà... bự quá, bự hơn cái miệng nên nó bị rớt ra ngoài. Tại vì bánh này bự quá. Không chơi hả? Không chơi. Sao nó kỳ hả? Đúng rồi, đúng rồi thôi. Có được, được chơi được, không được thì thôi, không mất gì hết á. Dạ, tiếp theo. Đó. Ngửa lên như nào rồi. Rồi. Đâu, vậy là không được. Không được. Phải chạm như nãy hằng nãy. Từ từ, nghiêng từ từ thôi. Đó cỡ lắm. Rồi. Con phải nghiêng, qua đây à, cho cái bánh nó rớt cái miệng. Ừ, phải nghiêng góc này nè. Đúng rồi, thằng nào nó thử đó không? Làm luôn. Làm luôn. Nghiêng xuống. Nghiêng nè, nghiêng con bên nhà cho cái bánh nó sẽ rớt nè. Chạm môi không mới được, phải không? Nghiêng qua nè. Rồi, nghe qua lên. Hết. Rồi. Nghiêng bỏ á. Nghiêng quá, cái nó rớt. Cái bánh nó rớt, đó thấy không? Vậy không được. Nghiêng quá. Đứa nào rồi? Đứa con không? Đó. Rồi. Ấy chứ sao mà hả hổng hả hổng ra mới hứng được chứ. Ờ. Nghiêng cái từ từ thôi, đừng nghiêng quá. Rồi. Cửa ra sao vậy nè, rồi. Đó, cho đừng rớt bánh xuống. Được. Dạ. Vui mà. Chứ mày khó nè. Rồi, qua đi con bạn. Tính. Ok kỳ nha. Làm được. Đúng. Nghiêng cửa ra sao chút. Rồi. Rồi. Từ từ đừng cười nó. Cái này rất chắc. Không lẽ già mình thua nhỏ ha. Không được, cái đó không được rồi, bây giờ thôi giờ. Rồi, nói chứ là trò này chơi là chỉ vui thôi. Bây giờ là con có sẽ mua nước cho tao không? Đây có nước đây, con nước đây. Con đá không? Con đá chưa? Con đá luôn. Đây không đủ thì mua thêm. Mười. Mua rồi. 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 Đây là phần thưởng của con hà. Đây. Đây là đây nào. Đây là trao phần thưởng cho con nè. Phần thưởng hồi nãy là. Người nhỏ nhất được giành được giải thưởng. Mình lớn rồi. Quá đó, mình chưa mà lấy. Đúng rồi, quá dở. Mấy người lớn mà dở quá. Cái đó khó quá, cái nhỏ này để làm. Rồi, bây giờ cảm ơn cái nhà mình đã xem hết video của Góc Miền Tây nha. Rồi, hẹn gặp lại cả nhà mình các video tiếp theo. Rồi, chào tạm biệt. Chào tạm biệt cả nhà mình. Rồi, chào tạm biệt.